Chào mừng các em đã đến với www.sửamáy66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Kiến thức vui về cơ thể con người. 4 dấu hiệu sinh tồn. Từ một cuộc khám bệnh thời xưa, người bệnh nằm yên trên giường, nhắm nghiền mắt, vị đại phu bước đến, đưa tay sờ trán người bệnh, rồi đặt những ngón tay lên cổ tay người bệnh để bắt mạch. Sau đó, ông đặt trước mũi bệnh nhân một sợi chỉ nhỏ, sợi chỉ lay động, chứng tỏ người này còn thở. Các bác sĩ ngày nay trong tay có nhiều phương tiện như ống nghe, nhiệt kế, máy đo huyết áp. Khi bắt đầu việc khám bệnh, vẫn không rời những mối lưu tâm trên, xác định những dấu hiệu của sự sống ở một con người. Bộ tứ sinh hiệu. Các dấu hiệu sinh tồn, hay còn gọi là sinh hiệu, là một bộ tứ bao gồm nhịp thở, nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ, xếp theo thứ tự quan trọng và ưu tiên khi thăm khám. Nhịp thở của một con người vào lúc chào đời là 40 lần một phút, lớn lên sẽ giảm dần và đạt mức 16 đến 20 lần một phút ở người trưởng thành. Thở đều đặn, êm nhẹ là biểu hiện của một sự hô hấp bình thường. Nhịp thở sẽ tăng nhanh, dồn dập hơn khi gắng sức, trở về mức bình thường khi nghỉ ngơi. Nhịp tim lúc mới sinh vào khoảng 120 đến 140 lần một phút, giảm dần đến khi trưởng thành chỉ còn 70 đến 80 lần một phút. Nhịp tim bình thường lúc nghỉ ngơi luôn đều đặn êm dịu, đến mức bạn có thể quên cả sự hiện diện của tim trong lồng ngực. Chỉ khi xúc động hay gắng sức, bạn mới có cảm giác quả tim đang đập. Cùng với nhịp thở, nhịp tim cũng tăng giảm song hành, tùy theo tình trạng nghỉ ngơi hay gắng sức của cơ thể. Huyết áp, hiểu nôm na là áp lực của dòng máu chảy trong các mạch máu. Huyết áp được biểu thị bằng hai chỉ số, HA tâm thu, hay còn gọi là HA tối đa và HA tâm trương, hay HA tối thiểu. HA tâm thu là áp lực tối đa của dòng máu khi tim co bóp để tống máu đi, có thể ví như áp lực đo trong lòng dây bơm khi máy bơm bơm nước đi. HA tâm trương là áp lực dòng máu trong thời kỳ tim giãn ra khi hút máu về, có thể ví như áp lực đo trong lòng dây bơm khi mới tắt máy bơm đi. Tuy rằng ví như thế này không thật chính xác lắm. Nếu nhịp tim cho thấy hoạt động của tim, thì HA biểu hiện sự hiệu quả của hoạt động ấy. HA ở người bình thường được điều chỉnh ở mức ổn định để bảo đảm dòng máu lưu thông tốt trong lòng mạch. Thân nhiệt, tức sức nóng của thân thể, luôn được điều chỉnh trong một giới hạn nhất định để duy trì một môi trường có đủ độ ấm cần thiết cho hoạt động sống của cơ thể. Não có một bộ máy điều chỉnh nhiệt độ rất tinh nhạy, giúp đỡ thân nhiệt của bạn ổn định, dù môi trường bên ngoài có trở nên nóng hơn hay lạnh hơn. Làm sao đo đếm được sinh hiệu? Cầm một đồng hồ đeo tay có kim dây hay đồng hồ bấm dây, bạn có thể đếm được nhịp thở và nhịp tim. Còn huyết áp và thân nhiệt thì phải đo bằng dụng cụ là máy đo HA và nhiệt kế. Đếm nhịp thở. Khi đếm chỉ cần nhìn vào lồng ngực người bệnh, không nên dùng tay sờ đụng. Vừa canh đồng hồ, vừa đếm số lần thở trong một phút. Mỗi lần hít vào và thở ra được tính là một nhịp. Đếm nhịp tim. Có thể đếm trực tiếp bằng cách đặt ống nghe lên lồng ngực để nghe tiếng tim, hoặc gián tiếp bằng cách đặt ngón tay lên cổ tay người bệnh để đếm số nhịp đập của mạch máu ở đó. Vừa canh đồng hồ, vừa đếm số lần mạch đập trong một phút, mỗi lần mạch nảy lên và chìm xuống được tính là một nhịp. Đo huyết áp. Máy đo HA gồm một băng hơi, một bơm cao su có dây nối với đồng hồ, hoặc bảng cột thủy ngân có đánh số, đơn vị đo HA là mm Hg. Hg là thủy ngân. Quấn băng hơi vòng quanh cánh tay, mép dưới của băng ở ngay phía trên nếp khuỷu.
bơm hơi vào băng cho đến khi kim đồng hồ hoặc mức thủy ngân vượt quá trị số 200 mm thủy ngân. Đặt ống nghe lên vị trí động mạch ở 1/3 trong nếp khủy, nơi sờ thấy mạch đập. Vừa xả hơi từ từ để áp lực trong băng hơi giảm dần, vừa lắng nghe. Khi xuất hiện tiếng mạch đập đầu tiên, ta ghi nhận trị số HA tối đa. Tiếp tục xả hơi và lắng nghe đến khi tiếng mạch đập mất hẳn. Ghi nhận trị số HA tối thiểu. Nếu dùng máy đo HA điện tử, thao tác tương tự, chỉ khác là không cần dùng ống nghe vì các trị số HA và nhịp tim sẽ tự động hiện lên bảng số. Thân nhiệt được đo bằng nhiệt kế. Nếu dùng nhiệt kế thủy ngân, đầu tiên phải rảy mạnh để cột thủy ngân tụt xuống mức không. Đặt đầu ống thủy vào miệng, hậu môn hoặc cho kẹp vào nách bệnh nhân. Để khoảng 10 phút, lấy ra đọc kết quả. Ghi nhận trị số nhiệt độ ngang mức cột thủy ngân trong ống thủy. Khi đọc, tránh chạm tay vào đầu ống thủy, dễ làm sai kết quả. Nếu dùng nhiệt kế điện tử, kết quả sẽ tự động hiện ra trên bảng số. Đơn vị đo nhiệt độ là độ Celsius, độ C hay độ Fahrenheit, độ F. Kết quả ghi ở miệng hay hậu môn, phản ánh chính xác thân nhiệt. Nếu ghi ở nách, kết quả phải được cộng thêm 0,5 độ C. Sinh hiệu cho biết điều gì? Như đã nói, trong đời sống bình thường, sinh hiệu, các dấu hiệu sinh tồn cũng có lúc thay đổi tùy theo nhu cầu hoạt động của cơ thể. Tuy nhiên, khi nghỉ ngơi, sự đo đếm sinh hiệu sẽ cho những kết quả trong giới hạn bình thường. Bệnh có thể làm thay đổi các trị số sinh hiệu mà thầy thuốc phần nào dựa vào đó để chẩn bệnh, và sự ổn định dần của các sinh hiệu trong quá trình điều trị bệnh là dấu hiệu của một sự tiến triển tốt. Những rối loạn nặng của sinh hiệu thường được thấy vào giai đoạn cuối của bệnh tật, như thở ngáp cá, nhịp mạch hỗn loạn, có lúc ngưng đập, huyết áp tụt hoặc tăng giảm thất thường, hạ thân nhiệt, vân vân. Ranh giới giữa sống và chết. Sinh hiệu ổn định cùng với tri giác tỉnh táo và vận động có ý thức, cử động có chủ ý, gãi, cười, đi lại, vân vân, là những biểu hiện chắc chắn của sự sống. Không ghi nhận được sinh hiệu, tức là đã chết. Ngất và hôn mê là những trạng thái trung gian, khi đó sinh hiệu vẫn được ghi nhận, nhưng tri giác và khả năng vận động có ý thức đã bị rối loạn. Ngoài ra, còn phải kể đến hai tình trạng đặc biệt là chết lâm sàng và sống thực vật. Chết lâm sàng là khi sinh hiệu không ghi nhận được mất sinh hiệu, nhưng điều này chỉ mới xảy ra chưa quá 4 phút. Đương sự khi đó chỉ vừa mới ngưng tim, ngưng thở, nhưng có khả năng tế bào não vẫn chưa chết. Một số trường hợp chết lâm sàng, nhưng nhờ được hồi sức cấp cứu kịp thời và đúng đắn đã trở nên sống lại, miễn là đừng để tình trạng thiếu máu não kéo dài quá 4 phút sẽ dẫn đến chết não. Sống thực vật là hậu quả của tình trạng chết một phần vỏ não, nhưng các sinh hiệu vẫn còn được duy trì. Đương sự vẫn thở, tim vẫn đập, nhưng sự tổn thương não thì không bao giờ hồi phục lại được. Sự sống của người này chẳng khác chi cây cỏ, nên được gọi là sống thực vật. Những tình trạng này đều nằm trên ranh giới giữa sống và chết, và đã gây nên không ít điều bận tâm, khó xử cho cả gia đình người bệnh, lẫn thầy thuốc trong việc chữa bệnh.
Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.